Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc người đàn ông sau khi gặp một người buôn bán điện thoại cũ tại Tràng Dài, thành phố Biên Hòa thì có xảy ra tranh cãi và xô xát. Sau đó lúc điều khiển phương tiện, người này biểu hiện loạn trọng và ngã xe trước cửa nhà dân. Khi được phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương trên người và đã tử vong ngay sau đó. Sau đó đối tượng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó vào trưa ngày 28 tháng 9, người dân sinh sống tại tuyến đường hẻm ở khu phố 3, phường Tràng Dài, thông tin đến cơ quan chức năng về việc phát hiện một người đàn ông trung niên đã tử vong với nhiều vết thương lớn nhỏ trên người. Trước đó, theo camera an ninh ghi lại, người này điều khiển xe với biểu hiện loạn trọng, sau đó đâm vào cổng nhà dân và ngã xuống đường, không lâu sau thì tử vong. Ngay lập tức, cơ quan công an nhanh chóng bắt tay vào điều tra và khoanh vùng được địa điểm xảy ra vụ việc, cũng như nghi phạm của vụ án là đối tượng Nguyễn Viết Tuấn, 47 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Sau quá trình truy bắt, Lực lượng chức năng cũng bắt được Tuấn khi tên này đang ở tại phường Long Bình. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai cả Tuấn và nạn nhân đều làm nghề mua điện thoại cũ. Trước đó Tuấn có bán cho nạn nhân hai chiếc điện thoại di động iPhone cũ với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó nạn nhân chê điện thoại đều đòi trả lại một chiếc. Khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 9, Tuấn điều khiển xe mô tô đi từ phường Long Bình đến phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa để mua điện thoại cũ. Khi đến đường hẻm nội bộ thuộc tổ 13-14, khu phố 3, phường Trảng Dài, thì gặp B. Tại đây, ông B chặn đầu xe Tuấn, đòi trả lại một chiếc điện thoại, nhưng Tuấn không đồng ý, nên ông B lao vào tấn công Tuấn. Bực tức vì bị ông B tấn công, Tuấn đã dùng sao bấm xuống tay nhiều lần vào người ông B, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Trước đó, ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi can Nguyễn Viết Tuấn, 47 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi sát hại người. Nạn nhân là ông NVB, 52 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại phường Tràng Giải. Dù đã lớn tuổi, thừa hiểu biết cũng như hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được hành vi mình gây ra có thể đoạt mạng đối phương và biến mình thành kẻ phạm tội, thế nhưng đối tượng vẫn ra tay và hậu quả là một mạng người bị tước đoạt, có lẽ cả phần đời còn lại, đối tượng không chỉ phải chịu bản án thích đáng từ pháp luật mà còn phải sống trong sự cắn rứt lương tâm.